Xin chào các bạn. Trong chương trình hôm nay thì Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với các bạn món cà ri quen thuộc của người Việt Nam. Là vì dầu cho có rất là nhiều món cà ri như vậy, nhưng món ăn được người Việt Nam đánh giá là ngon nhất và ưa thích nhất vẫn là cà ri gà. Và đặc biệt người miền Nam đó thì nấu cà ri gà với khoai lang chứ không nấu với khoai tây như là một số những vùng miền khác. Và món ăn ngày hôm nay có tên là món cà ri gà khoai lang. Để thực hiện món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị khoảng nửa con gà có trọng lượng là khoảng 600 gram. Ngoài ra chúng ta chuẩn bị thêm một củ khoai lang, 1/4 củ khoai môn, 3 cây sả, 1 tô nước cốt dừa, 1 ít sả băm, cà ri dầu, sả bào và cà ri bột. Ngoài ra chúng ta sử dụng các nguyên liệu thông thường khác. Giai đoạn đầu tiên là các bạn sẽ ướp gà trước. Gà các bạn chặt miếng vừa ăn, hơi to một chút xíu vì đây là một món hầm chúng ta nấu lâu, cho nên các bạn chặt gà lớn một chút. Chúng ta sẽ ướp với lại một ít sả bằm. Sau đó các bạn sẽ ướp thêm vào khoảng một muỗng cà phê cà ri bột. Phần gia vị tiếp tục các bạn sẽ ướp vào khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm và 1/3 muỗng cà phê tiêu. Các nguyên liệu này chúng ta trộn đều lên. Vì gà chúng ta chặt khúc hơi lớn cho nên các bạn sẽ ướp hơi lâu một chút. Hoặc là các bạn ướp xong chúng ta có thể cho vào ngăn mát của tủ lạnh. Chúng ta có thể để vài tiếng đồng hồ cũng không sao. Gà sẽ càng thấm gia vị. Nhưng chúng ta sẽ không ướp hành và tỏi vào giai đoạn đầu. Vì hành tỏi khi mà ướp lâu quá thì sẽ dễ ra vị chua. Cho nên đến khi gần nấu các bạn hãy cho thêm hành hoặc là tỏi băm vào. Sau khi chúng ta ướp gia vị vào gà, các bạn sẽ đập dập phần sả cây ra. Kế đó thì các bạn sẽ cắt khúc phần khoai lang. Khoai lang các bạn cắt khúc vừa ăn. Chúng ta sẽ cắt thành khối lớn như thế này, có đường kính khoảng chừng 3 cm. Kế đó thì chúng ta sẽ sử dụng đến phần khoai môn. Khoai môn thì các bạn sử dụng khoai môn cao. Chúng ta cắt khối phần khoai môn ra. Và bây giờ thì các bạn sẽ đặt một cái chảo lên bếp để chúng ta chiên các nguyên liệu này. Diệu Thảo sẽ đặt một cái chảo lên bếp và các bạn cho nhiều dầu vào để chúng ta chiên những củ khoai này cho ngập dầu. Và chiên ngập dầu như vậy sẽ làm cho phần khoai sẽ vàng đều phía bên ngoài, tạo nên một lớp vỏ cứng phía bên ngoài, khi ăn thì sẽ rất là thơm. Nhưng mà khoai nấu lâu thì không bị nát và phía bên trong thì rất là mềm. Và bây giờ thì dầu đã nóng, các bạn sẽ cho phần khoai vào để chúng ta chiên vàng. Chúng ta cho hết cả phần khoai lang và khoai môn này vào chiên. Khi dầu đã nóng thì các bạn thả khoai vào và chúng ta chiên cho khoai vàng. Chúng ta chiên cho khoai thật là vàng ở phía bên ngoài, vàng đều phía bên ngoài rồi chúng ta mới vớt ra. Bây giờ thì Diệu Thảo sẽ chuẩn bị một cái đĩa và chúng ta sẽ lót một ít giấy để làm thấm bớt dầu sau khi mà chúng ta chiên khoai. Và trong khi chờ cho khoai vàng, các bạn sẽ tiếp tục ướp một ít tỏi băm và hành băm lúc nãy chúng ta chưa ướp vào, chúng ta sẽ ướp thêm vào đây và trộn đều. Trước khi nấu khoảng chừng 10-15 phút thôi thì các bạn ướp hành tỏi băm vào là được rồi. Và như vậy là hành tỏi băm vẫn giữ nguyên hương vị thơm ngon mà không có vị chua. Chúng ta trộn đều lên để cho gia vị thật là thấm và phần gà chúng ta thật thơm. Khi các bạn chiên thì các bạn có thể quan sát nè, khoai sẽ vàng khá là nhanh. Những củ khoai lang khi chúng ta mới cho vào thì có màu đỏ cam, rất là tươi. Nhưng mà khi chúng ta chiên một lát thì bắt đầu có những phần xém vàng phía bên ngoài, chứng tỏ là khoai đã bắt đầu giòn ở phía bên ngoài rồi đó. Chúng ta không cần chiên thật kỹ, không cần chiên chín kỹ đâu. Vì sau khi chúng ta chiên xong thì những phần khoai này còn được nấu chung với lại gà nữa. Cho nên chỉ cần hơi xém vàng phía bên ngoài như thế này là được. Các bạn quan sát nè, những miếng khoai bắt đầu hơi có rám vàng như thế này là được rồi. Và thường là khoai lang sẽ nhanh vàng hơn khoai môn, cho nên các bạn sẽ vớt phần khoai lang ra trước, kế đó chúng ta mới vớt đến phần khoai môn. Vớt hết phần khoai lang ra như thế này, chúng ta để cho thật là ráo dầu và cho ra giấy thấm dầu. Các bạn nhìn thấy rất là hấp dẫn, rất là đẹp. Nhìn thấy phần khoai chiên không thôi đã rất hấp dẫn rồi, nhưng chưa đâu, các bạn sẽ còn nấu phần khoai này chung với lại gà nữa mới tạo ra một món ăn hoàn chỉnh. Và phần khoai môn chúng ta cũng chiên vàng, vớt ra và để ráo dầu. Phần dầu còn nóng các bạn lại sẽ tiếp tục cho hết phần gà này vào, chúng ta chiên vàng những miếng gà này. Chúng ta chiên nhanh những miếng gà này để miếng gà săn và thơm.
Trong trường hợp mà các bạn muốn cho tiết kiệm phần dầu, không làm cho một lượng dầu lớn bị dơ, thì trong giai đoạn này các bạn có thể trút bớt dầu ra và chúng ta chiên với ít dầu thôi. Tuy nhiên khi chiên ít dầu như vậy, thường là cái lượng dầu đó các bạn sẽ sử dụng để nấu cà ri gà luôn. Thì khi nấu như vậy lượng dầu sẽ rất là nhiều trong món ăn. Và khi chúng ta nấu xong sẽ có một lớp ván dầu phía bên trên rất là dày. Và như vậy làm cho món ăn rất ngấy. Cho nên mặc dầu là chúng ta chiên ngập dầu như thế này, nhưng mà lượng dầu trong gà sẽ rất ít. Vì sau khi chiên vàng xong chúng ta sẽ vớt hết phần gà ra và để cho gà thật là ráo dầu, chúng ta mới tiếp tục nấu. Và sau khi chúng ta chiên rất là nhanh như vậy rồi, các bạn thấy là gà vàng rất là nhanh. Vì trong quá trình chúng ta ướp, các bạn có ướp một ít đường trong đó cùng với lại gia vị là các loại hành tỏi. Cho nên gà vàng rất là nhanh. Gà vừa mới vàng phía bên ngoài như thế này thôi là chúng ta sẽ vớt ra ngay, chúng ta không chiên quá lâu. Vì nếu mà chiên lâu quá thì phần hành tỏi sẽ cháy. Và bây giờ thì Diệu Thảo sẽ tắt bếp và chúng ta sẽ vớt hết phần gà này ra, chúng ta cho trở lại phần tô ướp lúc ban đầu. Vớt hết cả phần hành tỏi băm mà chúng ta đã chiên ở trong đây, vớt hết ra để chúng ta sử dụng nấu luôn. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất công đoạn chúng ta chiên gà cũng như là chiên các loại khoai. Bây giờ các bạn sẽ đặt một cái nồi lên bếp và chúng ta chuẩn bị nấu. Các bạn bật bếp lên. Chúng ta sẽ cho phần sả bào và phần sả băm vào, chúng ta rang đều như thế này. Và các bạn trút gà vào, chúng ta xào chung với lại phần sả. Chúng ta sẽ không cho thêm dầu vào giai đoạn này nữa, là vì trong gà sau khi chúng ta chiên xong đó là đã có một ít dầu rồi. Các bạn cho phần gà vào và chúng ta lót một ít sả phía bên dưới này. Khi mà dầu nóng lên thì sẽ làm cho phần sả vàng từ từ và càng thơm hơn nữa. Chúng ta sẽ trút hết những cái phần gia vị trong tô vào và rang đều như thế này. Các bạn nhìn thấy là những phần sả bên dưới bắt đầu ngấm dầu đó, bắt đầu sôi lên và bắt đầu tỏa mùi thơm rất là ngào ngạt. Các bạn nhìn thấy không? Cách chúng ta làm như thế này thì sẽ hạn chế được tối đa lượng dầu chúng ta cho vào trong món ăn mà món ăn vẫn rất là thơm ngon. Sả bắt đầu sôi lên, phần dầu ở trong gà bắt đầu thoát ra và làm cho phần sả này càng vàng thơm. Kế đó các bạn sẽ cho hết phần cà ri dầu vào. Phần cà ri dầu này thường được bán ở trong những cái hũ và là phần cà ri mà đã được xào với dầu, cho nên có mùi và có hương thơm rất là đặc biệt. Các bạn lại tiếp tục cho thêm một ít cà ri bột vào nữa, đảo đều. Rất là thơm các bạn, trong giai đoạn này thì cà ri rất là thơm và khi bột cà ri đã khô lại, những miếng gà đã rất là thấm gia vị rồi, các bạn sẽ cho hết phần nước giảo dừa vào. Cho hết nước giảo dừa vào và cho sả cây đập dập vào. Bây giờ thì chúng ta sẽ đậy nắp lại và chờ cho nước sôi trở lại và gà chín. Sau khi các bạn cho nước giảo dừa vào, chúng ta đậy nắp lại và các bạn nấu khoảng 10 phút để cho gà chín. Chúng ta xem thử xem gà chín chưa. Mùi thật là thơm. Mùi nước giảo dừa thật béo ngậy. Và mặc dầu gà chúng ta đã ướp gia vị, nhưng bây giờ các bạn sẽ phải nêm thêm một ít gia vị ở giai đoạn này nữa. Các bạn sẽ nêm thêm vào khoảng chừng 1 muỗng cà phê hạt nêm, thêm một ít muối, khoảng chừng 1/5 muỗng cà phê muối thôi, rất là ít muối. Chính nhờ muối sẽ làm cho hương vị của món cà ri đậm đà hơn. Và nửa muỗng cà phê bột ngọt nữa. Các bạn đảo đều. Và khi gà mềm, nước sôi trở lại, các bạn sẽ cho phần khoai môn và khoai lang vào. Các bạn sẽ tiếp tục nấu thêm khoảng 10 phút nữa để cho khoai chín kỹ và thật mềm. Chúng ta sẽ nấu một lát nữa, khoảng 10 phút để cho nước sắc lại. Và bây giờ sẽ là giai đoạn mà chúng ta cho tiếp phần nước cốt dừa vào. Nước cốt dừa như Dự Thảo nói ban đầu là chúng ta vắt từ phần cơm dừa và chỉ là cái nước cốt của dừa không thôi, cho nên rất béo, béo ngậy và rất thơm. Và chúng ta chỉ cho vào ở giai đoạn cuối cùng chứ không cho sớm. Nếu các bạn cho phần nước cốt dừa này vào sớm thì nồi cà ri của các bạn sẽ không ngon. Và bây giờ khoai đã mềm rồi các bạn, chúng ta sẽ cho phần nước cốt dừa vào. Hương thơm bốc lên và các bạn xem nước cốt dừa rất đặc nè. Rưới đều vào như thế này. Rưới thêm một miếng nước cốt dừa nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tắt bếp. Các bạn nhìn thấy món cà ri gà khoai lang chúng ta rất là hấp dẫn, với màu sắc trắng đục, hương thơm thì ngào ngạt khỏi nói. Bây giờ thì các bạn sẽ múc cà ri gà ra. Chúng ta múc cà ri gà ra tô với lại những miếng gà
rất là thấm gia vị, hương thơm thì béo ngậy. Những miếng khoai chín mềm nhưng mà không bị nát, các bạn nhìn thấy là những miếng khoai lang và khoai môn chín mềm nhưng mà không bị nát. Chúng ta sẽ múc thêm một miếng đùi gà trên cùng nữa như thế này để cho thêm phần hấp dẫn. Màu sắc của khoai lang hòa hợp với lại món ăn, màu sắc của món ăn trông rất là đẹp mắt các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt thêm một cây sả lên trên nè, và trang trí với lại một nhánh hành như thế này, và không thể thiếu một vài khoanh ớt. Món cà ri gà này ăn chung với bánh mì hoặc ăn với bún cũng đều phù hợp. Chúc các bạn thành công và có một bữa cơm ấm áp bên gia đình với món cà ri gà khoai lang.